Thưa quý vị và các bạn, và cặp thi số 9 cho buổi sáng ngày hôm nay của chúng ta giữa hai thí sinh Huỳnh Ngọc Thiện mang số báo danh 33 và thí sinh Nguyễn Phương Quỳnh mang số báo danh 35. Thời gian 4 phút cho phần dự thi của chúng ta. 3, 2, 1, bắt đầu. Bình tĩnh và thể hiện phần thi thật tốt các bạn nhé. Wow, bạn Huỳnh Ngọc Thiện lấy cà phê ra cũng rất là ấn tượng, đúng không nào? Và hai thí sinh trên sân khấu của chúng ta cũng đã bắt đầu những công đoạn đầu tiên cho những sản phẩm của mình. Và tuy nhiên, sản phẩm nào chạm gần hơn đến với trái tim của ban giám khảo thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem nhé. Mỗi bạn một chiến thuật thi đấu khác nhau. Nếu như bạn Nam chọn phương pháp nhanh gọn thì trong khi đó bạn Nguyễn Phương Quỳnh lại rất cẩn thận và tỉ mỉ cho từng thao tác của mình. Và gần 1 phút 30 giây đã trôi qua, các bạn còn 2 phút 30 giây nữa và cố gắng tận dụng hết thời gian của mình để đưa ra những cái sản phẩm thật hợp lý. Và chúng tôi nhận thấy là ban giám khảo của chúng tôi làm việc một cách rất là cực lực và không bỏ qua bất kỳ một cái thao tác nào của thí sinh khi mà họ thực hiện cái sản phẩm của mình trong lúc thi đấu ạ. Và bà Nguyễn Phương Quỳnh bắt đầu cho phần chế tác của mình. Và tuy nhiên thì bạn Ngọc Thiện đã có sản phẩm đầu tiên ra mắt. Các bạn đã nhớ thời gian cũng rất là quan trọng, nhưng mà và xin được chúc mừng bạn Nguyễn Phương Quỳnh với chiếc ly đầu tiên của bạn hoàn thành rất xuất sắc. Các bạn ơi, cổ vũ tinh thần cho hai thí sinh trên sân khấu á. Mình được nhận thấy là mặc dù là hai bạn dắt tay nhau cười rất là tươi bước lên bục sân khấu, nhưng mà một trong hai bạn phải loại nhau là một điều. Thật ra là hai bạn cũng rất là căng thẳng trong thời gian chiết xuất, mà bạn Huỳnh Ngọc Thiện vẫn cố gắng xem thử coi sản phẩm của bạn kế bên như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem tác phẩm tiếp theo, tác phẩm thứ hai của bạn Nguyễn Phương Quỳnh. Các bạn vẫn còn hơn 1 phút nữa nên các bạn không áp lực về thời gian. Nhưng mà tuy nhiên là sản phẩm lên bàn ban giám khảo trước thì ưu thế các bạn sẽ nhiều hơn. Nhưng mà như vậy thì không có nghĩa là các bạn bỏ qua cái sự chỉnh chu của mình nhé. Như vậy là bà Ngọc Thiện đã hoàn thành xong 2 tác phẩm của mình. Bà Nguyễn Phương Quỳnh cứ chậm rãi từ từ thôi, không vấn đề gì hết. Và bạn cũng đã hoàn thành xuất sắc. Và bây giờ là thời gian các bạn trình bày sản phẩm của mình. Bạn nào sẽ chuyển sản phẩm của mình đến với bạn ban giám khảo? Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều ạ. Hai bạn dường như là ngang sức ngang tài. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem hai tác phẩm này xuất hiện trên chiếc bàn của ban giám khảo. Rồi, mời bạn Phương Quỳnh và bạn Ngọc Thiện nắng lại khu vực chờ. Bạn Phương Quỳnh là thí sinh nữ và bạn Thiện đã... Trời ơi, dễ thương quá à. Rất là hồi hộp đúng không ạ? Bạn không biết là với phần dự thi vừa rồi thì bạn nghĩ là ai sẽ vào vòng trong ạ? Dạ theo em, chủ yếu cuộc thi này em lên đây để khắc phục bản thân mình. Còn ngoài ra nếu mà em hoặc là bạn Thảo lên thì tất cả hai tụi em đều ủng hộ cho nhau hết. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Thiện ơi, cho hỏi này tí xíu. Run là do thi hay nắm tay bạn bị run? Tại vì thấy là tự nhiên đứng đây mà run gì nè. Nói thiệt đây là nắm tay bạn Thảo bị run hay là do làm mà run? Là Quỳnh. À Quỳnh, nắm tay Quỳnh bị run hay là do là bạn lúc làm vẫn còn cái sự hồi hộp này? Không hồi hộp chị. À, bạn nói là nắm tay không có làm bạn run mà sự hồi hộp hồi nãy. Bây giờ thì nắm tay nhau luôn nha. Nắm tới khi nào mà ban giám khảo đưa ra kết quả thì thôi. Và người có lợi thì chính chắc là bạn nam rồi đúng không? Biết đâu bạn nữ cũng
thích như vậy thì sao đó. Ủa vậy hả? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đợi thêm một ít phút nữa thôi để chúng ta cùng đến với kết quả của phía ban giám khảo. Hai bạn có là bạn của nhau ở ngoài không? Hay là trên cuộc thi này mới là bạn của nhau? Trong cuộc thi này mới là bạn của nhau. Wow, chỉ trời cuộc ơi, thi thôi mà tình bạn lại gắn bó keo sơn như vậy đúng không ạ? Thực ra em đã biết đến anh ý từ trước rồi ạ. Em đã biết đến anh ý từ trước và bây giờ thì anh ý có nỡ đưa cho em? Không biết là Phương Thảo hay là bạn Hiền bước vào vòng trong. Và bây giờ đôi bạn rất là dễ thương của chúng ta đang nắm tay nhau và cùng dắt nhau vào vòng tiếp theo. Tuy nhiên thì chỉ có một bạn đi thôi và một bạn đi theo cổ vũ tinh thần. Ok. Và bây giờ kết quả giữa hai bạn Huỳnh Ngọc Thiện và Nguyễn Phương Quỳnh đã nghiêng về thí sinh mang số báo danh 33 Huỳnh Ngọc Thiện. Xin được chúc mừng Ngọc Thiện và xin được cảm ơn bạn Quỳnh. Thật sự là bạn rất là đáng yêu và dễ thương và chúc cho bạn luôn luôn giữ niềm đam mê của mình nha. Nắm và tay bây giờ nhau thì luôn. Hai bạn có thể nắm tay nhau để trở lại vị trí của mình. Quỳnh nhớ đi ủng hộ nha Quỳnh.